Ngày 13 tháng 5, thông tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ việc xét đánh khiến một phụ nữ tử vong. Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 12 tháng 5, thấy trời nổi mưa rông, một người phụ nữ sinh năm 1966, trú tại bản đan xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, ra cánh đồng gần nhà để khơi thông dòng nước và đẩy lúa về nhà. Trong lúc đang khơi thông dòng nước, bất ngờ một tia xét đánh trúng người, khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ. Khi trời vừa ngớt mưa, người nhà không thấy về liền đi tìm và phát hiện người phụ nữ nằm ngoài cánh đồng. Gia đình đã đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên bác sĩ kết luận người phụ nữ đã tử vong. Theo khuyến cáo của Tổng cục Phòng chống thiên tai, khi xảy ra mưa rông kèm sấm chớp, mọi người đang ở ngoài đường phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn tránh xa cây cao. Tuyệt đối không sử dụng điện thoại tránh xa các vật dụng bằng kim loại, chạm biến áp, cột và đường dây điện. Không được nằm duỗi thẳng trên mặt đất không đứng thành nhóm người gần nhau với người đang ở trong nhà khi có rông xét cần ngắt nguồn điện các thiết bị điện tử